Hoàng tử Siết Quốc Nghiệp thành ô xin đưa vợ đi chạy sâu, giữ đúng lời hứa để bà xã tỏa sáng. Quốc Nghiệp từng hứa sẽ trả vợ về đúng vị trí để cô được thỏa mãn đam mê ca hát. Đúng như lời hứa ngày nào, bây giờ anh đồng hành cùng vợ trên mọi chặng đường. Hoàng tử Siết còn tự tay chọn lựa trang phục cho bà xã. Kể từ khi tham gia chương trình, ca sĩ mặt nạ Ocean Ngọc Mai trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Nhờ sự nỗ lực của mình, Ngọc Mai đã giành được ngôi vị quán quân. Khi chia sẻ về chuyện nghề nghiệp, Ngọc Mai đã thổ lộ sự ủng hộ của chồng cũng như thiệt thòi khi phải tạm ngừng ca hát. Mới đây, trên trang cá nhân, Quốc Nghiệp đăng tải những hình ảnh đồng hành cùng vợ trong buổi diễn. Anh đăng ảnh vợ kèm dòng trạng thái, đưa Ocean Ngọc Mai chạy show giờ là vinh hạnh nhất của Ocean rồi. Trong ảnh, Quốc Nghiệp không chỉ đưa Ngọc Mai đi diễn mà còn là chỗ dựa, động lực và sẵn sàng dành cho vợ nụ hôn nơi đông người. Đồng thời, trên trang cá nhân, Ngọc Mai cũng tiết lộ bản thân đã có buổi biểu diễn với nghệ sĩ vĩ đại Babyface. Cô viết, được song ca với một nghệ sĩ vĩ đại như Babyface là vinh dự cũng là một áp lực lớn với Mai ở thời điểm này. Một thể loại âm nhạc mới, một quãng giọng khó, một ngôn ngữ ít dùng, nhưng Mai đã ít nhiều vượt qua những thử thách đó với sự hò vô từ rất nhiều người xung quanh. Được biết trước đó, vì tính chất công việc thường xuyên phải đi thi đấu, tập luyện, nên Quốc Nghiệp không có nhiều thời gian cho gia đình. Ngọc Mai phải thay chồng chăm sóc nuôi dạy các con để anh chuyên tâm dành toàn thời gian cho công việc. Anh đã từng động viên vợ, hãy cho anh được làm hết những công việc gọi là nhiệm vụ với quốc gia, anh sẽ trả em về đúng với vị trí của em. Vì vậy, thời điểm Ngọc Mai tham gia ca sĩ mặt nạ, Quốc Nghiệp ủng hộ hết mực. Anh xem đây là thời điểm để Ngọc Mai được trở về với đam mê của mình. Anh từng chia sẻ với truyền thông, bản thân giờ đây đã sẵn sàng trở thành hậu phương cho vợ vì không còn phải đi lưu diễn dài hạn như trước. Tôi đã làm xong hết nhiệm vụ của mình cho nghề và cho đất nước. Nếu vẫn còn khả năng làm được gì trong lĩnh vực của mình, còn sức để cống hiến thì tôi vẫn tiếp tục. Nhưng tôi cũng không thể đi nhiều hay phải đánh đổi quá nhiều, bởi hiện tại tôi còn có gia đình, còn có vợ và những đứa con, anh chia sẻ. Nổi tiếng là một trong những ông chồng cưng chiều vợ hết mực, Quốc Nghiệp cho biết bản thân có tính hay ghen khi vợ hoạt động nghệ thuật nhiều hơn, không đủ thời gian để cạnh bà xã, nam nghệ sĩ Siết đành phải có quy định ngầm cho bạn đời. Cụ thể, Hoàng tử Siết tiết lộ không muốn Ngọc Mai diện trang phục hở khi đi diễn. Nữ ca sĩ khẳng định ông xã sẽ duyệt hình ảnh trang phục của mình trước khi xuất hiện tại nơi đông người. Anh Nghiệp luôn phải duyệt trước hình ảnh của tôi trước khi chia sẻ với báo chí hay khán giả. Hở quá là không được duyệt, cô chia sẻ. Tuân thủ quy định của chồng, Ngọc Mai luôn giữ hình ảnh thanh lịch kín đáo trong những lần đi diễn. Phần lớn người đẹp sẽ lựa chọn những mẫu váy, trang nhã, áo dài. Nữ ca sĩ chỉ hiếm hoi diện đồ hở khi có ông xã kề cạnh. Loạt item thời trang này được xem phù hợp với vị thế giảng viên thanh nhạc của Ocean hơn. Đồng thời, các outfit nhẹ nhàng cũng giúp bà xã Quốc Nghiệp tôn lên nét đẹp nền nã của mình. Quốc Nghiệp và Ngọc Mai quyết định về chung một nhà vào năm 2015. Đến hiện tại, cặp đôi đã có với nhau hai nhóc tỳ kháo khỉnh. Dù gia đình đủ nếp đủ tẻ, hai nghệ sĩ vẫn chưa tổ chức đám cưới. Ngọc Mai cho biết mình và ông xã sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Có tài năng nhưng chưa thật sự tỏa sáng. Vì vậy, điều khán giả mong chờ nhất hiện tại là sự bứt phá của Ngọc Mai. Ai cũng hy vọng với tài năng cộng thêm sự ủng hộ từ gia đình, nữ ca sĩ sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.